Bùi Viện, nhà canh tân mẫu mực trong lịch sử Việt Nam. Hiện nay khi nhắc tới cái tên Bùi Viện, đa phần chúng ta đều nghĩ ngay tới tên của một con phố sầm uất bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Bùi Viện trong lịch sử là một nhân vật đáng để hậu thế phải ngưỡng vọng, bởi ông là một trong những nhà canh tân quan trọng trong triều đình nhà Nguyễn. Bằng thái độ cởi mở, tầm nhìn xa trông rộng, ông đã nỗ lực đưa Đại Nam bước ra khỏi lối mòn bế quan tỏa cảng và từng bước tìm kiếm cơ hội đổi vận cho dân tộc. Người kiến thiết Hải Phòng. Bùi Viện, hiệu là Mạnh Dực, sinh năm 1839 ở làng Trinh Phố Tổng An Bồi, huyện Trực Định, phủ Kiến Xương, tỉnh Nam Định, nay là Trình Trung, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình nhà nho. Cha ông làm thêm nghề bốc thuốc. Ông Bùi Luật, người giữ việc nhan khói ở Tư Đường họ Bùi, cho biết gốc gác của Bùi Viện vốn ở làng Diêm Phố, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Bùi Viện và em trai đều muốn nối nghiệp nhà nho của cha. Sau khi đỗ cử nhân, hai anh em vào Huế thi hội, nhưng trượt cả hai khóa 1868 và 1869. Trong khi em trai nản chí đoạn tuyệt khoa danh, về quê phụng dưỡng mẹ già, Bùi Viện quyết tâm ở lại học và có cơ hội giúp việc cho quan tham tri Lê Tuấn. Tháng 5 năm 1871, Lê Tuấn đang giữ chức thượng thư bộ hình, thì được vua Tự Đức cử làm khâm phái thị sử, ra kiểm tra công việc đánh dẹp ở Bắc Kỳ. Bùi Viện được đi theo. Xong công việc, Bùi Viện theo Lê Tuấn trở lại Huế. Ít lâu sau, ông được doanh điền sứ tỉnh Nam Định là Doãn Khuê mời về giúp việc khẩn hoang lập ấp ở tỉnh này. Sau lại giúp Phạm Phú Thứ, tổng đốc Hải Yên, trong việc bố vòng ven biển Hải Dương. Với số lính được giao 200 người cùng lương thực, tiền bạc, Bùi Viện đã xây dựng được một số cơ sở ban đầu của bến Ninh Hải, tiền thân của cảng Hải Phòng bây giờ. Vào những năm cuối thế kỷ 19, vân mệnh triều đình, Bùi Viện thực hiện chuyến khảo sát vùng ven biển Hải Dương và đề xuất xây dựng một trung tâm buôn bán nằm ở ngã ba sông Tam Bạc, đổ vào sông Cấm. Sau khi đã lên kế hoạch, thiết kế bản vẽ, chọn vị trí, đích thân ông đã chỉ huy các công đoạn xây dựng lẫn thi công công trình. Theo nhà sử học Lê Văn Lan, chiêu thương cục của nhà Nguyễn được thành lập theo đề nghị của Bùi Viện, làm nhiệm vụ chuyên trách việc buôn bán với nước ngoài. Ông cho mở một chi điểm ở Ninh Hải, về sau trở thành phố chiêu thương nổi tiếng, thu hút đông đảo nhà buôn đến lập nghiệp, mở cửa hàng buôn bán. Từ đó, bộ mặt phố xá ở khu vực ngã ba sông Tam Bạc và sông Cấm dần thay đổi. Đó là những cơ sở khởi thủy cho việc hình thành nên đô thị cảng biển Hải Phòng sầm uất. Sau 10 tháng chỉ huy xây dựng Ninh Hải, Bùi Viện phải bàn giao việc này cho người khác để theo giúp Phạm Phú Thứ việc quân sự. Phan Trần Chúc, tác giả cuốn sách Bùi Viện với chính phủ Mỹ, lịch sử ngoại triều Tự Đức, có viết: cử nhân Bùi Viện là người đầu tiên mở mang cảng Ninh Hải, tức cảng Hải Phòng ngày nay, làm cửa ngõ cho cả xứ Bắc Kỳ thông thương với bên ngoài. Bùi Viện có phải là nhà ngoại giao người Việt đầu tiên sang Hoa Kỳ? Theo tiểu thuyết của Phan Trần Chúc, cùng thời điểm ký hòa ước Nhâm Tuất 1862, 9 chiếc tàu buồm chở hàng của triều đình từ Bắc Kỳ vào Huế đã bị 2 tàu của hải tặc Trung Quốc tấn công. 2 tàu hàng bị cướp mất. Quan quân nhà Nguyễn dùng súng thần công chống trả nhưng bắn không trúng một phát nào. Nhận thấy sự yếu kém của thủy quân, Bùi Viện đã dâng tấu biểu lên vua Tự Đức, đề xuất biến những đội tuần dương thành thủy quân. Vua chuẩn tấu, đồng thời cử Bùi Viện ra nước ngoài tìm cách cầu viện. Bùi Viện rời cửa biển Thuận An, Huế ngược ra Bắc vào tháng 8 1873. Và 2 tháng sau, ông cập đến bến Hương Cảng, Hồng Kông. Lúc đó Hương Cảng đang là nhượng địa của nước Anh. Tại đây, Bùi Viện có điều kiện kết giao với nhiều nhân sĩ trí thức của các nước. Sau một thời gian, Bùi Viện nhận ra không thể nhờ vả vào nhà Thanh, nên ông chuyển hướng sang những chính khách Tây Phương. Sau nhiều lần búc đàm với viên lãnh sự Hoa Kỳ, Bùi Viện đánh giá Hoa Kỳ cũng là quốc gia hùng cường, có thể cậy trông ngoài Anh và Pháp. Biết được nguyện vọng của Bùi Viện, viên lãnh sự này đã viết một lá thư giới thiệu để giúp Bùi Viện sang Mỹ. Từ Hương Cảng, Bùi Viện đến Mỹ, trên đường đi có qua Yokohama, Nhật Bản. Tại Nhật, ông tìm hiểu thì thấy đất nước này mới mở cửa nên chưa đủ mạnh để có thể giúp mình, nên tiếp tục xuống tàu đến San Francisco, Hoa Kỳ. Tại đây, ông phải mất một năm mới gặp được Tổng thống Ulysses Grant. Lúc này đang xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Pháp tại Mexico
nên Mỹ cũng có ý định giúp đỡ một đất nước đang bị Pháp uy hiếp. Dù phía Mỹ đã đồng ý giúp đỡ nhưng Bùi Viện không mang theo quốc thư, nên hai bên không ký được một cam kết nào. Vì thế, ông phải về nước tô lại tình hình. Sau khi nghe bẩm báo, vua Tự Đức đồng ý cử ông làm chánh sứ, mang quốc thư cùng đầy đủ giấy tờ ngoại giao. Bùi Viện lại một lần nữa có mặt ở Hoa Kỳ năm 1875. Thế nhưng lúc này, cuộc chiến Mỹ-Pháp ở Mexico đã chấm dứt. Mỹ cũng từ chối giúp Đại Nam chống Pháp. Cầu viện thất bại, Bùi Viện trở về nước, lại nhận thêm tin sét đánh là mẹ đã từ trần. Ông xin về thọ tang 3 tháng, sau đó lại được triệu về Kinh Đô, giữ chức thương chánh tham biện, rồi sau đó là chức chánh quản đốc Nha Tuần Hải. Tuy vậy, cho đến nay, vẫn chưa tìm được chứng cứ đáng tin cậy nói về việc Bùi Viện sang Mỹ, bởi tất cả chi tiết đều dựa theo tiểu thuyết hư cấu của Phan Trần Chúc viết vào những năm 1954. Giáo sư Nguyễn Quốc Trị, người có mấy chục năm giảng dạy ở Mỹ, đã cất công sưu tầm trong các kho lưu trữ tại Mỹ cũng như các tư liệu mà ông có về triều Nguyễn, nhưng cũng không tìm thấy tài liệu nào nói đến việc này. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé. Ôm mộng đưa Đại Nam ra biển. Trước kia, dọc bờ biển nước ta có thiết lập những đội quan phòng, nhiệm vụ chính yếu là tiểu giặc ngoài biển. Thực tế, những đội quan phòng này chỉ làm nhiệm vụ báo động. Mỗi khi dân làng gặp cướp hay thú dữ thì đem nồi đồng, mâm thau ra gõ để thông tin, đồng thời dọa nạt kẻ địch. Phương pháp đó vừa kém hữu hiệu lại vừa thụ động. Bùi Viện đã chỉ ra thực tế này, chức trách của những đội quan phòng là phòng ngừa giặc biển, mà giặc biển thì hoành hành ở ngoài khơi. Dù họ có biết đích xác là có giặc thì cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, không có cách gì xoay sở. Do đó ông quan niệm đánh giặc phải đánh ngay từ ngoài biển, biến những đội tuần dương thành thủy quân chiến đấu, giảm thiểu các đội quan phòng bằng cách giải ngũ những thành phần yếu đuối già nua và chỉ giao cho họ nhiệm vụ, hỏi giấy thông hành những người ngoại quốc hoặc bản xứ qua lại các thương cảng. Năm 1877, ông nộp bản tấu xin lập đội hải quân toàn diện, trang bị đầy đủ vũ khí, huấn luyện chu đáo, kỷ luật nghiêm minh, có quy định về cờ hiệu riêng để phân biệt. Binh lính chiêu mộ được chia thành hai loại, thủy dũng, gồm binh lính người Việt tuyển mộ từ các dân chài, bơi lội giỏi, thuộc đường bể, biết trước những lúc có thể xảy ra mưa gió. Còn thanh đoàn là người nước ngoài, kể cả giặc biển. Những điều này đã thể hiện sự chuyên nghiệp và tư tưởng rất mới mẻ tiến bộ của Bùi Viện trong bối cảnh đương thời. Bùi Viện còn đề nghị lập một đội hỗn hợp, bao gồm dân chài và hải tặc chiêu hồi, có địa bàn hoạt động toàn quốc, có thể tập trung lực lượng để hành quân những trận lớn. Ông cũng đề nghị chia thành hai loại căn cứ tiếp liệu, gồm các đồn lớn ở hải cảng là căn cứ của đội tuần dương và các đồn nhỏ ở những nơi hiểm yếu là nơi liên lạc và hỗ trợ. Bên cạnh đó, Bùi Viện còn quan tâm đến chính sách đối với quan binh. Ông đưa ra những tiêu chuẩn tuyển mộ và trọng thưởng những ai tìm được người để tuyển mộ vào thủy binh. Điều chính yếu ở đây là họ tình nguyện chứ không phải bị cưỡng bách và phải hội đủ một số điều kiện nhất định, có lý lịch tốt, được thân thuộc và lý dịch đảm bảo. Tuần dương quân của Bùi Viện tuy còn non trẻ nhưng đã sớm lập được một số những chiến công, trong đó có việc đánh được giặc cướp biển ở Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Nhờ hai chiến công đó, dân chúng cảm thấy yên tâm làm ăn, buôn bán hơn, các thương cảng trở nên sầm uất, tàu thuyền ra vào ngày một nhiều. Tư tưởng tiến bộ của Bùi Viện còn thể hiện ở việc đóng đồn chính ở cửa Ba Lạt, cửa biển giáp ranh giữa Thái Bình, Nam Định, đồng thời thiết lập thêm các đồn quan phòng thuộc các tỉnh Hải Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng, v.v. với mục đích mở mang đường thủy nhằm thúc đẩy kinh tế. Trên bộ, Bùi Viện cho xây lại những pháo đài, bố trí súng đại bác để canh phòng mặt biển. Chủ trương lập chiêu thương cục, mục đích của Bùi Viện là tổ chức việc buôn bán giữa Việt Nam và Trung Quốc, trao đổi các sản phẩm nông thổ sản, gốm sứ, tơ lụa, từ đó trở thành nơi giao lưu hàng hóa có tính quốc tế, vừa là tiền đề cho việc du nhập văn minh trực tiếp vào đất đế đô, cũng là tăng thêm nguồn thu cho nhà nước từ việc thu thuế thuyền buôn nước ngoài vào cảng. Ra đi trong uẩn khúc. Khi mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, năm 1878, Bùi Viện đột ngột qua đời. Cái chết của ông đến nay vẫn còn có nhiều điểm mờ ám. Bản thân Bùi Viện chính là sợi dây buộc chặt Tuần Dương quân với triều đình. Một khi không còn ông nữa, những đoàn quân đó đều tự động giải tán. Một số quay trở về nghề ăn cướp cũ, một số khác tự ý tìm đường khác mưu sinh. Nhiều người cho rằng có thể việc giải thể Tuần Dương quân chính là chủ trương của một số người trong triều đình Huế lúc bấy giờ. Vua Tự Đức đã nói về công thần của mình: "Trẫm với người,
tuy chưa có ân nghĩa gì cả mà đã coi việc nước như việc nhà, không quản xa xôi, lo lắng. Quỷ thần tất cũng biết vậy. Tam Nguyên Yên Đổ Nguyện Khuyến có viết câu đối đánh giá về Bùi Viện: Vi sợ bất năng vi, đàm tiếu không lưu hoành hải khí. Cố bất thất vi cố, cầm thư khước ức thiếu niên du. Tạm dịch: làm việc chẳng ai làm, dọc đất ngang trời trơ chí lớn. Cũ người là bạn cũ, ôm đàn mở sách nhớ tình xưa. Với mong muốn thay đổi đất nước, Bùi Viện luôn được người dân trân trọng tưởng nhớ. Năm 1989, nhà nước đã công nhận và cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cho từ đường Bùi Tộc tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Năm 2020, huyện Tiền Hải đã tổ chức động thổ xây dựng nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện. Tháng 3 năm 2021, lễ khánh thành nhà tưởng niệm đã diễn ra. Hiện tại, với đa phần người dân nhắc tới Bùi Viện là nhắc tới con phố đi bộ sầm uất tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời Bảo Đại, nó có tên là Bảo Hộ Thoại. Trước đó nữa, nó là con đường mòn của một ngôi làng mang tên Tân Hòa. Con đường chính thức mang tên Bùi Viện từ ngày 6 tháng 10 năm 1955. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!